Malamed Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Malamed Bình Dương nha. Thì bây giờ là 18 giờ 16 ngày 4 tháng 9 ha. Hai vợ chồng Malamed đang ghé một cái tiệm phong lan để mua hoa để gọi là chuẩn bị cho cái công tác cúng lớn của ngày mai nha. Thì bây giờ là chủ shop phong lan là đang cắt những cái cây cây lan. Thì mình làm hết là đặt những cái cây cái bông lan, nó bông lan màu tím. Đúng rồi, nhưng mà nhánh lan màu tím, nhưng mà lan tím thì nó rất là hiếm. Hiện tại thì trong cái những cái ngày rằm mà vừa qua, cái lễ phong lan á, cái lễ du lan á, tối hôi rồi. Thì Malamed đặt 20 nhánh lan màu vàng, chứ là những cái nhánh lan màu tím nữa. Phải không? Cũng có màu tím đúng không? Thì nãy là mình đặt là 20 nhánh màu vàng. Còn nhiêu nhánh màu tím hết đúng không? Hỏi biết là đủ không ha? Không, thấy cũng được. Thấy cũng được. Nếu mà không đủ thì mình đặt thêm bó nữa. Thì để ra. Không, tại bông bông này nó cũng xè nhiều lắm. Xè ra. Ngày mai mình sẽ trưng hai chậu. Hai chậu cho hai bàn, hai cái lọ chứ, hai cái lọ hoa. Đang chờ anh chủ vườn hoa ảnh cắt ha. Em kêu anh cắt cho mình luôn đi, cái bông tím ở giữa và cái bông vàng á là ở bên ngoài, để mai mình nhiều khi mình cắm không có đẹp, mai mình chỉ việc bỏ vô lọ thôi. Thì cắt hết rồi mà, nó thành được nhánh rồi, mai vô mình cắm vô thôi. À, à. Thì cũng được đúng không? Đúng rồi. Rồi đó, mình chỉ cắm vô thôi, chứ đâu có lại gì đâu. Trời ơi, đẹp quá. Ôi, có chứ. Nhưng mà đừng có chân với lại là cái loại khác nha. Cái hoa này đẹp quá. Chỉ khi mùa nó thôi, nên là mình chưng với những loại khác là cái tại con mua có vậy không à? Không, biết nó lại dù đừng chưng với hoa cúc này kia, là cái hoa cúc kia. À. Nó cái lá nó thúi là nó cúc một cái này là vẫn màu. À. Nếu mà chưng đúng là khoảng tầm 2 tuần. 2 tuần lễ luôn. Là mình chưng mình bỏ nước hay sao ha? Đúng rồi, cứ chưng nước nó thôi. Ngoài ra là đừng có. Dạ. Chưng một khúc nước vậy thôi ha. Rồi để sáng còn lấy. Cái này cái đó là đừng có chưng chung với những cái loại hoa khác như hoa cúc này kia là thua. Cái này là bao nhiêu á thầy? Giá nó cái này cái vậy là tổng cộng bao nhiêu á thầy? 170 ha, mình mua thêm bà xã. Hết màu vàng luôn hả thầy? Màu vàng hết luôn rồi. Ủa mà lần sau chắc con đặt có. Khoảng bao nhiêu lâu nữa, bao nhiêu tuần hay tuần nữa kìa. Dạ thì cỡ đó đó, như có thì con đặt trước mấy ngày thôi. Dạ, tao con gửi. Dạ. Trời ơi, bây giờ để anh chụp cho bà con cô bác xem. Anh em cầm hai cái bó hoa này đi, đâu quay đây, đúng rồi. Rồi, chụp cái mặt nè. Ngày mai mình phối cái màu tím này là ở giữa, còn cái màu vàng này là xung quanh. Đẹp quá ha, cái này là nó còn trổ ra nè. Mấy cái này nó còn trổ nè, nó còn búp ở trên nè, chứ không phải trổ hết đâu. Cái này á là thầy lấy là 5.000 một nhánh đúng không? À, anh thấy cái này cái tốt quá ha, nó to nè. Chứ sao? Còn đó, còn cái này á là cái cọng nó nhỏ hơn ha. Nhưng mà cái hoa này cũng to nè, thấy không? Đúng rồi. Đó. Rồi màu tím nè. Tính là 15 hết, tính màu tím hết hoặc là màu trắng phối với màu tím. Đúng không? Mình phải đặt trước. Thấy không? Đặt trước hả? Đúng rồi, mình đặt mình trước đặt như là 3-4 ngày hay như đó. Để lát mình hỏi coi đặt trước một tuần lễ hay là mấy ngày. Ê,
màu trắng đi đôi với màu tím cũng đẹp nữa. Nhưng mà tại tối nè, tối là mình không thấy thôi, chứ màu vàng anh thấy màu vàng nó rực rỡ. Không biết là còn lan gì nữa không ha, hay là chỉ lan này thôi. Cái này là lan, em biết lan gì không? Để hỏi thầy coi lan là lan gì. Cậu luôn phải thầy. À cậu. đừng quay cậu quá. Cậu cái lan này mình tên gọi là lan gì hả cậu? Mokara. À, có đông đậm là nó còn vàng mai, vàng chấm. Dạ. Tại cái màu tím này là sẽ có hai loại nha. Một cái dòng tím này là tím cao cấp nè, nó là tím lavender, thường mình nhà bình thường là tới 10.000 một nhánh. 10.000. Bữa nay là mua khuyến mãi ha. Dạ. Tại vì cái dòng tím này nó là đặc biệt, nó là thứ nhất là nó lai với panda đó. Dạ. Nó cánh rất là to. Dạ. Còn những cái dòng này rất là mắc. Ủa mình có cái hồ điệp gì không hả cậu? À, hồ điệp là không có cậu. Chỉ có loại này thôi. Nhưng mà mình cứ nhưng mà mình có màu tím là màu trắng. Có màu trắng không? Không có màu trắng. Những cái dòng này chỉ có màu vàng, màu tím, vàng mai, vàng chấm, màu đỏ. Vàng mai, vàng chấm. Đúng rồi, màu đỏ. Vàng mai, vàng chấm là sao ta? À, muốn vô trong vườn này chơi. Thôi mày vô trong vườn mình tham quan, để em lấy chìa khóa cái. Vô trong vườn mình tham quan cái đi mốt mình có mình biết mình đặt. Rồi bây giờ sẵn tiện 15 mét vào bên trong vườn lan để tham quan luôn. Tối hui rồi. Nhưng mà mình có cái đèn LED nè. Để mốt. Mốt có gì mình sẽ đặt ở đúng đây rồi. Đó có đèn lên rồi kìa. À, cái này là à cái này là vàng lam, chắc cái vàng mà à vàng giống bông này nè. Cái nó là gọi là vàng nến. Vàng này vàng nến. Còn bên kia là vàng mai. Vàng mai. Vàng mai là sao ta, nó vàng vàng. Có nghĩa là cái màu của nó giống bông nhãn nhưng qua mai vậy đó. Giống bông mai. Đúng rồi, đây bên đây nè. Đúng này luôn. Cái dòng màu này thường Tết là à. Nó vàng này là nó vàng vàng giống vàng chanh ha. À, vàng chanh là khác nữa. Vàng chanh khác nữa. Đúng rồi. À vàng này vàng bóng bông giống bông mai. Đúng rồi, ngày xưa cũng có trồng vàng chanh nhưng mà vàng chanh không. Dạ. Cây dễ bị hư lắm trồng. Ủa cái lan này là mình cái này là phong lan hay là địa lan ha? Cái này là lan công nghiệp. Lan công nghiệp. Này cái nhánh đó nè. Đây là lan. Ủa, cái này mình có bán trong chậu luôn không cậu? Không có trồng chậu. Dạ, vậy là bán nhánh thôi. Giống này giống đặc biệt, cái giống rất là mắc. Trời ơi. Hả? Còn, nếu mà cái giống cái này á, nếu mà mình cây con á là khoảng tầm dạ. 100.000 cây. Trên 100.000. Dạ. Ồ cái vườn lan của cậu nhiều quá ha. Tím này nó có hai dạng tím. Tím này chứ là tím bim. Dạ. Tím thang. Tím thang là tím nó đậm đúng không ta? Đây này là tím thang. Ờ cái bông nó. Tím bin là tím này. Ờ cái bông. Đây là tím bin. À nó khác nhau ha. Qua nó khác. Đúng rồi, nó khác đúng không nè. Rồi. Rồi còn cái bên kia là vàng chấm. Có đỏ không ta? Có đỏ bên kia. Có đỏ luôn. Có. Có trắng không cậu? Không, cái dòng này là không có màu trắng. Không có trắng ha. Có tại vì thường những cái loại này người ta chưng chùa thì nó không có chưng cái màu đó. Ta thường cưới thì ta màu đỏ. Này, đông 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 cưới thì là màu đỏ. Cái này là dạng gì ta? Dạng chấm. Dạng đó, chấm. Nó kêu là chấm chấm đúng rồi. À. Đẹp quá ha. Còn đây là đỏ. Đỏ này thì kêu đỏ 28. Đỏ này nó chưa ra bông ha. Có bông nè. Đây. Ui đỏ nè. Đó, nó đỏ tươi luôn. Đó, quá đẹp ha. Là giá nó cũng như vậy hay là như nhau hết. À giá như nhau hết. Là tầm 5.000 cho tới 10.000 đúng không cậu? Đây hương vườn á là 5.000 6.000. Dạ. Còn shop thì nó bán tùy giá. Ở vườn thì 5.000, 5.000 trở lên. Còn shop thì chắc bán mắc hơn. Shop thì 10.000. Dạ. 7-8.000. Còn ok. Này, giống này là giống cái này là vỏ đậu đúng không ta? Đúng rồi, vỏ đậu. Mấy hàng này là hàng cao cấp. Cao cấp là sao ta? Là cái nhánh bông nó sẽ dài khoảng tầm 1 mét. À. Nhưng mà trồng giống hay trồng nặng vốn. Trồng nặng vốn. Như mà chắc thường mình giao cho shop họ cũng ngán lấy. Dạ. Nhánh nó phải tầm 20.000 một nhánh. Mà dạ. Nó lâu ra phải không? Đúng rồi, nó lâu ra lắm.
Như cái lan màu tím này hả, cộng bự ghê. Một cây này á, nếu mà giờ bán cây là 800.000 cây. Một cây 800.000. Trời ơi. Vậy là tổng trong đây biết bao nhiêu tiền trong đây? Đi qua cái vườn kia thấy thích quá, xin tổng lắm. Nhưng mà mình một cây vậy chừng nào nó mới ra con? Không, nó vừa vừa muốn ra con á là mình cắt ngang là nó sẽ nhảy cây con như thế này nè. Mình cắt là nó tự động nó nhảy lên. À. Mình cắt là nó nhảy con. Là xong rồi mình cắt khúc rồi mình trồng, mình ghim mình trồng. Đúng rồi, mình cắt con. À, chứ nó không có ra con hết ta? Nó nếu mà ra con cái đó là cái như cây nó lên bông. Dạ, nè cái ra cái bông nè. Trời ơi. Cần một cái cây á, mình mua cây mà cây nhập Thái á là nó sẽ cao khoảng như đây. Dạ. Khoảng 30. Thì mình trồng tối thiểu khoảng tầm 3 năm. Dạ. Thì nó sẽ ra được cái cây như thế này. Nhưng mà cái một cây về một năm ra được bao nhiêu bông rồi? Thì nó là nó không có quy định bao nhiêu năm, mà ví dụ như cái cây, coi cái cây này rồi đây nè. Nãy như mình trồng á là cái nách này cứ mỗi nách là nhánh, mỗi nách nhánh, mỗi nhánh. À, vậy là ra nhiều nhưng nha. Nó cứ lên đọt là nó sẽ ra bông, lên đọt ra bông. Nhưng mà ví dụ như đọt này hư cứ như bỏ cái đó. À, hồi ôi ha, hàng gì nó ra nè, bông nè. Cứ vậy cái mình cắt cái ra. Đúng rồi, ra cắt là. Tại hay nó là ha. Dòng nó là dòng công nghiệp. Dạ. Nhưng mà có một cái điều đặc điểm là đừng để chết đọt. Đừng để chết đọt. Chết đọt là bỏ cây. Thì khi nó đã chết đọt là cái như cây đó xong rồi đó. Nhưng mà lan này mình chỉ việc tưới thôi chứ đâu có làm gì ha. Hút dữ lắm chứ. À phải hút nữa chứ không nó không hút mà nó ra tình trạng như thế này. Dữ lắm rồi. Trời ơi đúng rồi. Bởi vì trồng lan chứ trồng lan mà như nhà mình biết chừng nào mới ra được cái bông. Lan teo khác nè, như đây đang bị. Nó sẽ bị rụng lá như thế này nè. Nhất là mùa mưa. À bệnh mùa mưa nè. Cái này là bệnh đó hay. Đúng rồi, đó là bệnh đó. À này bệnh. Mà này khi mà nó ăn mà lên chết là nó lên như cái mấy cái này nè, nó lên bắt buộc phải cắt bỏ đọt. Lên những túi á, mấy cái đường hợp như nãy nói á. Nhưng mà nó có lây không ta? Có chứ. Lây luôn. Nó khi mà mưa nè, cái nước đó, nó dằn. Dạ. Từ cái này qua cái kia là bị lây. Trời ơi, tính ra cũng khó quá ha. Đúng rồi, nói chung là trồng hơi có kỹ thuật tí xíu thì. Dạ. Cái này mình đặt bao lâu là có ha cậu? Hồi là cứ một tuần. Một tuần. Vậy để cậu cho con cái số điện thoại nha. Nhưng mà cái màu này á là nó có nhiều dạng, mỗi người có sở thích. Dạ. Có người thích màu đỏ, có người thích màu tím, có người thích màu vàng. Dạ. Nhưng mà thường cái này là đa số người là vàng nhiều. Còn có trường ta trồng vàng. Cái lan là lan khác nữa đúng không ta? Đúng rồi, này trồng Calia. Dạ. Calia là nó trồng trong lan chậu á. Lan chậu. Này trồng cho vui chứ không có đồng bán. Trồng cho đẹp ha, cho sưu tập. Tiền. Rồi thôi tụi con cảm ơn cậu nha. Dạ. Ủa cái chuyên lan nè. Đó, chuyên lan bàn thờ đang giấu bằng phạt các bạn. Đó, quá đẹp luôn. Túi là đỏ. Còn tặng người yêu là màu tím. tặng người yêu là màu tím. Màu tím thị chung. Rồi thôi con cảm ơn cậu nhiều nha. Chúc cậu mua may bán đắt. Rồi cảm ơn. Dạ. Ủa giờ hai đứa gì đó luôn hả? Dạ đúng rồi. Dạ về đây nè. Rồi thì đó được hai cái bó lan tím với là vàng quá đẹp luôn để mai cúng cho cậu. Rồi đến đây thì mình Lâm hết Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều ha. Bà con xem video nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình Lâm hết Bình Dương. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.